Người Trung Quốc nói gì khi Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam EU chính thức có hiệu lực? Các bạn thân mến, cách đây một năm về trước, Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam EU EFTA chính thức có hiệu lực, đưa chúng ta lên một tầm cao mới trên thị trường quốc tế. Sự kiện này vẫn giữ được sức nóng cho đến ngày hôm nay khi mà tàu khựa luôn hết mực quan tâm. Đỉnh điểm là vào tháng 6 vừa qua, một bài viết được đăng tải trên trang newqq.com lại khuấy động quần chúng. Rất nhiều cư dân mạng tung của đã nhảy vào, bàn luận sôi nổi ngay dưới bài viết có tiêu đề Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU có hiệu lực, Việt Nam sắp vươn lên hoàn toàn. Vậy thì người Trung Quốc đã nói gì về chuyện Việt Nam sắp hóa rồng cùng với EFTA? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe trong video clip sau đây. Việt Nam EFTA dưới góc nhìn của chuyên gia Trung Quốc. Thưa các bạn, trong bài viết đăng tải trên trang newqq.com, tác giả đã cho thấy một góc nhìn sắc sảo và có phần công bằng hơn so với nhiều bài báo xuyên tạc Việt Nam. Trong đó thì nhà báo này đã đưa ra một nhận định hết sức thẳng thắn rằng cùng với EFTA, chúng ta cho rằng Việt Nam rất có thể sẽ phản công mạnh mẽ trước Thái Lan trong thời gian tới. Việt Nam đang bắt đầu một chặng đường đột phá, phản công trước các quốc gia cạnh tranh trong hoạt động sản xuất, xuất khẩu. Nói chung là sự phát triển của Việt Nam ngày nay ngày càng tốt hơn so với trước và ngày càng trở thành một mối đe dọa đối với quốc gia Đông Nam Á khác. Họ thực sự đang vươn mình mạnh mẽ bất chấp mọi hoàn cảnh, từ đại dịch và đang một mình tiến lên trong bối cảnh mà các quốc gia ASEAN khác vẫn đang suy thoái trong nửa đầu năm 2021. Sự trỗi dậy của Việt Nam dường như đã không thể tránh khỏi và không thể cản phá nổi. Tôi đang hy vọng họ có thể trỗi dậy hoàn toàn và nền kinh tế của họ sẽ hóa rồng trong 10 năm tới. Rõ ràng là vị chuyên gia Trung Quốc này có niềm tin rất mạnh mẽ dành cho Việt Nam của chúng ta. Thế nhưng đây là một niềm tin hoàn toàn có cơ sở hẳn hoi, chứ không phải chỉ vì những cảm tình đặc biệt mà tác giả dành cho người hàng xóm của mình. Hãy nhìn mà xem, kể từ khi hiệp định có hiệu lực, EU đã xóa bỏ cho Việt Nam 85,6% thuế nhập khẩu, ứng với 70,3 kim ngạch xuất khẩu của ta sang thị trường béo bở EU. Ngoài ra, trong vòng 7 năm kể từ khi hiệp định được nhấn nút action, EU sẽ xóa bỏ thêm 99,2% thuế nhập khẩu, tương đương 99,7 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Các ngành dệt may, giày da, xuất khẩu nông lâm thủy sản theo đó sẽ phất lên như diều gặp gió và có thể tăng trưởng từ 30 đến 67% sản lượng so với hiện nay. Bây giờ thì quay trở lại hiện tại. Một năm vừa qua, chúng ta đã khẳng định được bản lĩnh Á Đông cùng với loạt thành tích đáng tự hào. Chẳng hạn như chuyện Việt Nam vượt mặt người Thái xuất khẩu 6 triệu tấn gạo ra nước ngoài trong năm 2020 và 1,9 triệu tấn gạo chỉ trong 4 tháng đầu năm 2021. Chúng ta cũng đang dần hất cẳng anh bạn này tại EU khi mà giá cả nông sản quá ư là ưu đãi, lại còn chất phát ngất hết phần người ta. Về kim ngạch xuất khẩu thì trong năm 2020 vừa qua, tính chung kim ngạch xuất khẩu của cả nước, con số này đã chạm mốc 281,5 tỷ đô la, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2019. Cán cân thương mại hàng hóa cũng lập kỷ lục mới với mức xuất siêu là 19,2 tỷ đô la, một con số khủng nhất từ trước đến nay. Với cái đà này thì chuyện Việt Nam hóa rồng trong tương lai chỉ là vấn đề sớm hay là muộn. Nhất là khi chúng ta lại được EU cấp thêm một đôi cánh cùng với Hiệp định EFTA. Cơ mà dân Trung Quốc thì không phải ai cũng đủ sáng suốt như tác giả bài viết đâu các bạn ạ. Vẫn có rất nhiều thành phần trẻ trâu gan ăn tức ở, lúc nào cũng muốn vùi dập Việt Nam. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe thêm ý kiến của các độc giả xứ Trung để biết được cách nhìn của họ đối với láng giềng sau sự kiện lớn này nhé. Việt Nam, EU và EFTA dưới góc nhìn của cộng đồng mạng Trung Quốc. Các bạn thân mến, sau khi bài viết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU có hiệu lực, Việt Nam sắp vươn lên hoàn toàn được tác giả công khai, rất nhiều anh hùng bàn phím nhảy vào bàn luận sôi nổi, trong đó có khá những bình luận tích cực kiểu như: tôi chân thành hy vọng rằng công cuộc cải cách và đổi mới của Việt Nam sẽ hoàn toàn thành công và có thể đưa ra cho thế giới một mô hình phát triển kinh tế mới. Mọi sự cải cách miễn là tốt cho người dân, cho sự thịnh vượng của đất nước thì đều đúng đắn. Nhưng song song đó, vẫn có vài thành phần thích cà khịa khi mà bình luận rằng Việt Nam đang phát triển rất tốt nhưng sẽ không tốt hơn so với các khu vực ven biển của Trung Quốc. Điều này đã được xác định bởi quy mô dân số của họ không thể bằng Trung Quốc. Nghe cách nói là biết ngay là anh bạn này không biết gì về chuyện quốc gia đại sự mà chỉ là nói bừa. Bởi vì đúng như một độc giả khác phản biện rằng quy mô dân số không phải là yếu tố quyết định tiến trình phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Thay vào đó, thị trường mới quyết định sự phát triển và dân số chỉ góp một phần trong điều kiện kinh tế thị trường.
Suy cho cùng thì sức tiêu thụ của mỗi người dân là khác nhau. Để thuyết phục hơn thì chúng ta có thể lấy thêm một ví dụ sinh động về Nhật Bản và Ấn Độ. Hiện tại thì hai quốc gia này đều nằm trong top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nhưng nếu như Nhật Bản chỉ đứng ở vị trí thứ 3 thì Ấn Độ lại lép vế hơn khi lọt tận hạng 5. Trong khi đó, quy mô dân số của Ấn Độ lớn gấp 10 lần quy mô dân số Nhật Bản mới là điều đáng nói. Còn nếu như mà đem Ấn Độ so với Đức, đất nước có quy mô dân số xấp xỉ Việt Nam, Anh Ấn cũng nằm tít dưới đít, chứ chả thì trôi lên đâu nổi. Như vậy có thể nói là việc đánh giá sự phát triển của nền kinh tế dựa trên quy mô dân số thật sự quá thiển cận. Nhưng mà bất ngờ lại là còn có nhiều người thiển cận hơn anh bạn kể trên khi mà dùng nguồn nguyên liệu để mỉa mai Việt Nam. Độc giả này viết thế này: nguyên liệu cho Việt Nam đến từ đâu? Một câu hỏi dù rất ngắn gọn nhưng lại thể hiện một cái sự tự tin thái quá. Ý của người này là Việt Nam chúng ta không có Trung Quốc bơm nguyên liệu thì chả làm nên trò trống gì. Nhưng mà anh ta lại quên mất rằng không phải chỉ có mỗi tàu Khượng mới có hàng nóng để Việt Nam nhập về. Chúng ta cũng không phải là chỉ chơi với một mình anh bạn gian xảo này. Đối tác cung ứng nguyên liệu cho Việt Nam chúng ta có khi đếm trên đầu ngón tay, đầu ngón chân vẫn còn thiếu đấy. Bởi vì vậy cho nên là không có Trung Quốc, Việt Nam vẫn sống và sản xuất khỏe cùng với Ấn Độ, nhiều quốc gia được xem là vùng nguyên liệu lớn khác trong khối ASEAN. Với kiểu phát biểu tay nhanh hơn não, tay bình luận viên xứng đáng nhận phải tràn gạch đá của cư dân mạng khác. Nhiều người đã không nhịn được nữa mà thay mặt Việt Nam lên tiếng như: đừng bán cho họ nếu bạn có thể giữ nó để ăn. Vậy nguồn nguyên liệu cho Nhật Bản đến từ đâu? Trí tuệ của người Việt cũng không thua kém gì người Trung Quốc đâu. Một quốc gia có tương lai phát triển như Nhật Bản hay Hàn Quốc, bạn sợ họ không mua được khi mà họ có tiền ư? Buồn cười nhất là có một độc giả thậm chí còn hóm hỉnh nói rằng: nguyên liệu đến từ trái đất nhé, nguyên liệu có thể đến từ bất kỳ nơi đâu, miễn là có tiền là mua được. Tuy nhiên sau tất cả, chúng ta cũng cần phải cân nhắc một điều mà một độc giả Trung Quốc khác lưu ý rằng: Việt Nam có một tương lai đầy hứa hẹn, nhưng thực sự thì vẫn còn hạn chế vì sự phát triển kinh tế của họ phần lớn đến từ tư bản Âu Mỹ. Những nước này đang cố gắng thiết lập một hình mẫu để xóa bỏ vị thế chuỗi cung ứng độc quyền của Trung Quốc. Đáng tiếc là tư bản châu Âu sẽ không cho phép Việt Nam phát triển một hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh. Nói trắng ra là suốt đời họ sẽ phải chấp nhận vai trò là nền công nghiệp cấp thấp mà thôi. Quả thật không thể phủ nhận, nhiều ngành công nghiệp chế tạo máy và ô tô của chúng ta đang phải nhập rất nhiều linh kiện, phụ kiện và thậm chí ốc vít của nước ngoài. Thiết nghĩ là Việt Nam cần nghiên cứu sâu sắc hơn vấn đề này để có thể tự chủ và tự nâng cấp chính mình trong tương lai. Còn bây giờ, video đến đây là hết rồi. Bạn có ý kiến đóng góp gì thì vui lòng comment ở bên dưới nhé. Đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký kênh, ấn vào chuông thông báo để nhận video clip mới nhất.